Chào mừng quý vị, quý anh chị đã đến với Luxury Car Hải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Mọi chi tiết quý anh chị vui lòng liên hệ vào số 0978607555 và số 0941337888. Buổi chiều ngày hôm nay, bên salon em lại về một chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao máy xăng. Và đây là chiếc Kia Sorento bản 2.4 máy xăng đặc biệt. Chiếc xe này sản xuất năm 2016, đã sử dụng 8,2 vạn km. Một chiếc xe màu vàng cát, nội thất kem. Hiện tại chiếc xe này đang được chào bán bên em với mức giá là 610 triệu có thương lượng. Kia Sorento là một dòng xe cùng phân khúc với Hyundai Santa Fe, cùng phân khúc với Toyota Fortuner. Tuy nhiên thì mẫu xe này giá rất là dễ chịu, option thì cũng khá là hiện đại. Cảm biến trước sau tự động, rửa đèn pha, ghế lái chỉnh điện, có nhớ hai vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, giá nóc đầy đủ hết. Đây, có luôn giá nóc này, xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương rất là to, có bậc lên xuống đầy đủ. Bốn vỏ lốp còn khá là dày. Đây, đèn gầm này, bốn mắt cảm biến trước nằm ở đây, phía sau có bốn mắt cảm biến sau. Này là nút tự động rửa đèn pha, có hệ thống đèn bi này, đèn halogen và giải led định vị ban ngày nằm ở đây. Mặt ca lăng đã được chủ xe độ mặt lưới mạng chrome. Đăng kiểm song hành cùng bảo trì đường bộ đến tháng 4 năm 2023. Và đây là nội thất bên trong của chiếc xe. Nội thất ghế da màu kem, da đục lỗ. Đây, vô lăng này, củ số vẫn được bọc da luôn, bọc áo da ngoài. Và chủ xe đã lên được màn hình Android tích hợp SIM, có đề nổ thông minh này. Đó, vô lăng tích hợp các cái phím chức năng như Cruise Control, tự động tiên ga này. Phía bên kia thì cũng rất là nhiều nút, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Chiếc xe này ngồi 8 người thoải mái, 7 chỗ ngồi, nhưng mà hàng ghế thứ 3 này cũng ngồi được 3 người vừa vừa. Hệ thống đèn hậu phía sau là đều bằng đèn led hết. Bốn mắt cảm biến sau, có camera lùi. Màu này là nó một trong những cái thuộc gam màu trung tính. Màu cát vàng này rất là sạch. Xe đi bụi bặm nó không bị lộ. Ghế lái chỉnh điện, nhớ hai vị trí luôn. Và đây hệ thống chỉnh gương điện, hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt. Cũng có khá là nhiều tính năng. Đó, nắp capo thì có hai cây thủy lực đỡ hai bên.
Anh chị khách hàng nào yêu thích mẫu xe này cứ liên hệ cho em vào hai số trên. Và nếu như lần đầu tiên xem cái video này, vui lòng ấn mẫu đăng ký màu đỏ và đừng quên kích vào cả chuông bên cạnh. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị vào những video lần sau.